Dạ em đâu có bán. Vậy hàng chi thấy anh đăng anh đi coi á, cái gì mấy anh em cái gì chim nhà màu mấy chục trăm mấy 200 không à? Dạ đó là chim người ta, còn em đâu có bán chim. Còn mình hai chiều mình bán chầu màu mà đi đấu rồi giải đục lum mà bán nhiêu đâu 1,7 triệu 2 triệu bán rõ không mắt. Dạ dạ anh thấy bên anh em cũng coi bên anh hoài à. Dạ mà tưởng tưởng chuyện của anh thấy gì bán gì nó 200 mấy rồi 70 40 không à, mấy uống sao kỳ ta, bán chim mình nó hay mà nó đẹp tranh luôn á, con chim em nó đẹp như thế trong đấy, đứng giọt nước còn đẹp không có lỗi gì luôn. Dạ mà bán nó được mới vừa bán chiều luôn 1,7 triệu. Dạ mà nói ủa sao kỳ vậy ta, mấy thấy anh đăng đó là anh coi đi vòng vòng mấy anh em đi hội chim rồi đó, anh thấy là toàn là giá chim toàn là thấy gì được mấy chục 200 mấy rồi 100 mấy 40 rồi 40 triệu. Dạ vậy là anh có anh có coi lộn ở đâu không anh? Đâu coi cái anh đi mấy chỗ này chỗ kia đó, anh có đi chỗ ông tư gì bán bò kho hủ tiếu. À dạ. Em mới coi chưa lần à, mà chim ổng nói chim mà ổng nói là 200 mấy triệu đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À nếu mà con chim mồng đầu mồng lăng dạ. bồng ấy mà ổng nói là 9,5 triệu đó đúng không? Dạ. À mà không nghĩ con chim mình á, trời ơi ra hội chơi trời ơi nó là phiếp luôn đứng giờ dạ. Ấy là anh ấy không được ta. Ý là anh gọi em có việc gì không anh? Ý là mình hỏi là để học hỏi anh đó, để mới nữa em bán chim. À dạ thì anh có bán thì anh bán chứ em không có bán. Dạ anh nói chuyện với rất là dễ thương mà anh đi theo mấy cái chỗ mà anh mua đó, anh coi đó, anh nói là cái báo giá là gì vậy đó. Dạ thì chim người ta muốn hô nhiêu hô chứ anh. Mà em cũng nghĩ em cũng ủa trong chim mình nó hay mới đẹp luôn, mình bán 1,7 triệu rồi bán hoài không được anh, mà chiều nào mới bán anh bán chào màu 1,7 triệu chào màu rộng rồi là khỏi bao luôn, nó đẹp như bức tranh luôn á. Mà thấy anh đi dụ anh đi phỏng vấn mấy anh em đó miền Tây miền núi miền gì đó. Dạ giờ ý là anh cao, ý là giờ anh muốn bán chim hay muốn làm gì anh? Ý là không phải, ý nói là thấy anh đi vòng vòng chào mấy anh em á, thấy anh nói chuyện anh em phái cái tính anh nói chuyện là lớn rồi thật thà luôn á,